Xin chào mọi người đã quay trở lại với HD Radio. Và dạo gần đây thì mình có được nhận được một số câu hỏi của các khách hàng của HD là làm thế nào để chúng ta có thể cân chỉnh được một chiếc ban số trong khi chúng ta lại không có quá nhiều kiến thức về máy âm thanh này. Thì clip hôm nay mình sẽ đúc kết lại những kiến thức cơ bản nhất để các bạn có thể hình dung được khi mà chúng ta chỉnh một chiếc ban số nó sẽ như thế nào nha. Thì đầu tiên clip này mình sẽ chia làm hai phần. Một là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh tay, tức là các bạn sẽ thao tác được trên những cái nút này ở đây. Và hai thì mình sẽ hướng dẫn trực tiếp thông qua máy tính và để cho mọi người hình dung được là chỉnh trên máy tính là chỉnh như thế nào. Let's go. Và đầu tiên á, trước khi mình đi vào cái mục chính thì mình sẽ nói sơ về cái cấu tạo của một cái chiếc van số. Thì van số á, mục đích chính của nó là để mix, tức là nó sẽ trộn tất cả những cái tín hiệu lại với nhau. Và tín hiệu ở đây nó có bao gồm ba tín hiệu chính, đó là tín hiệu nhạc nè, tín hiệu micro và cuối cùng là cái cầu nối giữa micro và music, đó chính là effect, đó là cái độ hiệu ứng của nó. Thì á, thông thường á, những cái con máy số nó sẽ có thiết kế gần như là giống nhau cả. Thì mà về hiện tại thì mình đang giới thiệu cho các bạn là dòng ZK Audio X9000 Pro. Thì đa số đều thiết kế gần như là giống nhau cả. Thì ở đây các bạn lưu ý là ở đây là ba cái cổng micro nè. Thì ở trên cổng micro thì nó sẽ bố trí là một cái nút gain, tức là cái tín hiệu đầu vào á, mình sẽ tăng giảm ở đây. Đây, ba cổng đều có cả. Tiếp theo là cái mặt LED này để hiển thị những cái thông số bên trong của van số. Thì lát nữa mình sẽ mở cho các bạn cùng tham khảo. Ở đây là một số phím điều hướng. Ở đây là nút để control, tức là điều khiển một số thông số đó. Và ba cái này là ba volume để chúng ta có thể cân chỉnh được cái âm lượng của ba cái tín hiệu lúc nãy mình vừa nói xong. Đó là mặt trước của một cái van số. Và rồi, đây chính là mặt sau của van số ZK Audio X9000 Pro. Thì từ trái qua phải các bạn có thể quan sát được đây là dây nguồn, công tắc nguồn này, quạt tản nhiệt để làm mát các linh kiện bên trong. Và đây là anten để chúng ta có thể kết nối không dây để chỉnh van số trên máy tính. Và đây là những cái cổng kết nối. Thường là chúng ta sẽ để tất cả van số nó đều có một cái kết cấu gần như là giống nhau cả. Đây là surround nè, left right, center, sub và hai loa chính left right. Thì đây là đều là cổng canon cả các bạn. Và tiếp theo đó là những cái ngõ cắm RCA. Đây là cổng red để chúng ta có thể xuất tín hiệu ra trên điện thoại để ghi âm cũng được. Đây là cổng DVD, VOD, optical, coaxial và hai cổng micro. Và rồi đầu tiên khi chúng ta mở nguồn lên thì chúng ta sẽ thấy một cái giao diện như thế này. Và ba cái thông số chính của van số đó là phần effect nè, phần micro và phần music. Thì cái gọi là cái đặc điểm chung cũng như là cái mục đích cuối cùng mà khi các bạn chỉnh van số là các bạn phải bắt buộc cân bằng được âm lượng của ba cái thông số này. Thì cái đó các bạn hát karaoke nó mới gọi là hòa quyện với nhau được. Thì mình sẽ nói sơ về những cái thông số ở đây. Ở đây là tín hiệu đầu vào nè, input nè. Thì chúng ta có thể chỉnh như thế nào? Chúng ta sẽ dùng những cái nút điều hướng như thế này. Chúng ta xuống và enter. Thì nó sẽ có nhiều chế độ cho các bạn lựa chọn như VOD nè. Đấy, auto, digital là cổng optical á, DVD. Cái thứ hai là cái phần này là phần FBS, là phần feedback chấm hú. Nó sẽ có 4 cấp độ. Đó, các bạn có thể tắt hoặc là mở 4 cấp độ tùy theo cái mục đích setup của các bạn. Và những cái thông số dưới đây, popular là professional hay là single gì đó. Đó là một số cái reset có sẵn của nhà sản xuất. Cái này thì nếu mà mình không quá chuyên á, thì mình có thể áp dụng những cái reset này vẫn được. Chúng ta dùng phím điều hướng. Đây, cái mũi tên nè các bạn, mũi tên nè, để điều hướng nó đi tới cái reset mà mình mong muốn. Ở dưới là những cái thẻ là lock, là gọi cấu hình ra. Save tức là mình sẽ lưu cấu hình. Resume là tiếp tục. Và system, đó là cái hệ thống. Đây, khi mà chúng ta ấn vào system á, đây là cái giao diện để chúng ta có thể set âm lượng được khi mà chúng ta khởi động van số lên. Chúng ta muốn thoát ra thì chúng ta bấm cái nút này nè, nút edit và nút escape nè, ấn vào nó sẽ thoát lại màn hình chính đó. Thì đầu tiên á, khi các bạn muốn điều khiển, mình lấy ví dụ nha, khi các bạn muốn điều khiển được music thì các bạn xoay núm ở đây, xoay núm music bên này. Ở đây nó có ba cái núm volume để nó tương ứng với lại ba cái thông số lúc nãy, effect, mid và music. Thì các bạn xoay tăng giảm này đó,
thì nó sẽ tương ứng với lại ba cái thông số này. Thì mình lấy ví dụ, nếu các bạn muốn chỉnh ba thông số này mà các bạn có thể xử lý EQ được á, các bạn ấn vào. Thì khi các bạn ấn vào cái nút này nè, thì nó sẽ hiện ra một số cái thẻ để chúng ta có thể cân chỉnh sâu bên trong. Thì cái thẻ đầu tiên mà nó xuất hiện là thẻ effect. Đây. Thì khi mà chúng ta muốn chỉnh chuyên sâu á, thì mình bắt buộc mình phải biết được những cái thông số này là thông số gì. HBF, LBF. Thì cái này mình sẽ làm một cái, lát nữa mình sẽ nói trên máy tính cho nó dễ. Ở đây các bạn có thể không hình dung ra được, thì mình chỉ nói sơ về cái giao diện của nó thôi. Đây là một số cái công cụ mà khi mà chúng ta vào phần effect thì nó sẽ hiện ra đây. Redelay nè, Rebit, Echo, Vol. Ở dưới là phần Reverb, Reverb Time, Redelay, Ratio các kiểu. Đó, thì đó là cái giao diện cơ bản, gọi là giao diện đơn giản của máy số này. Tiếp theo thì bên kia vẫn vậy, mình chúng ta di chuyển lên cái phần Mix nè. Đây. Thì bên phần Mix này á, nó sẽ hiện cho ta một số cái tín hiệu đầu ra nè. Đây, Main Left Right nè, Center Sub, Surround Left Right. Mà mỗi cột như thế này nó sẽ tương ứng với lại phần Micro và phần Music. Đấy, đây là cái thông số. Rồi tiếp theo đến phần là BEQ. BEQ tức là viết tắt của cụm từ Parameter EQ. Thì nó cho phép các bạn cân chỉnh sâu hơn về những cái mục như là Micro này, Music này, Main Left Right Center Sub Surround. Thì đã gọi là parameter, nó sẽ khác cái phần lọc xì ở chỗ là các bạn có thể tăng giảm được cái băng thông của nó, tăng giảm được cái độ lớn là cái decibel. Cái băng thông là cái này nè, cái bandwidth đó. Và cái này là cái frequency, tức là cái tần số các bạn có thể chỉnh tần số nào mà các bạn muốn chỉnh đó. Thì các bạn tăng giảm cái băng thông bandwidth đó, và tăng giảm cái cường độ của nó, cộng trừ. Thì khi các bạn làm như vậy là ở trên cái đây nó cũng sẽ ăn theo cái phần mà bạn chỉnh luôn nha. Đó. Thì cái này nó sẽ nghiêng về cái phần gọi là xử lý EQ nhiều. Mà các thẻ này nó sẽ giống nhau cả, nó sẽ giống nhau về mặt đó luôn. Các bạn có thể bấm qua này. Thì mình khuyên các bạn là nếu mà các bạn chưa có nhiều kiến thức về máy số hoặc là âm thanh thì các bạn không nên chỉnh tay. Các bạn phải chỉnh máy trước để cho các bạn dễ hình dung được cái giao diện của nó như thế nào. Trên máy tính thì nó dễ hơn. Khi đó mình chỉnh nó dễ hơn thì mình chỉnh nhiều rồi thì mình sẽ quen. Và mình quay lại cái phần chỉnh tay nó sẽ dễ hơn. Tiếp theo là cái thẻ X Over. Đây. Cái thẻ này á, là cho các bạn dùng filter, có nghĩa là lọc những cái âm thanh nào mà các bạn không mong muốn. Chẳng hạn như ở đây là HBF và LBF nè. Hiện tại nó đang là 20 và 20.000. Cái thông số đó là hết HZ đó. Thì ở trên những cái thẻ kia nó cũng tương tự như vậy. Những cái phần mà main left main right á, thì nó có thể cho các bạn chỉnh cái phần octa nữa. Cái phần độ dốc á. Đây là 12 decibel octa. Còn nếu các bạn muốn chỉnh dốc hơn thì nó có thể qua 24, 48 tùy. Và cái đường cong của độ dốc nữa. Cái loại đường cong nè, time nè. Đó, nó có nhiều lắm. Và những cái kênh này nó cũng sẽ tương tự như vậy. Rồi tiếp theo là phần limit. Phần limit tức là phần giới hạn cái đầu ra của âm thanh. Thì ở đây nó sẽ giới hạn những cái cổng đầu ra là đằng sau cái van số lúc nãy á. Đây, nó sẽ có những cái kênh là left, right, center, sub, surround. Thì ba cái thông số này nó sẽ hơi chuyên môn chút xíu. Thì vài hôm nữa mình sẽ làm một clip về limiter cho các bạn. Thì hiện tại mình chỉ đang nói sơ qua cho các bạn dễ hình dung thôi, các thao tác là như thế nào. Và cuối cùng là phần chỉnh cái độ lớn của đầu ra và cái độ trễ của đầu ra. Thì cái này cũng có một số cái thông số chuyên sâu thì mình sẽ hướng dẫn sau. Thì cơ bản nãy giờ mình đang hướng dẫn các bạn cái cách chỉnh tay và cũng như là cái giao diện cơ bản nhất của một cái chiếc van số nó sẽ như thế nào, và mình cái thao tác mình chỉnh tay như thế nào cho nó dễ hình dung. Thường á, là mình chỉnh tay là mình sẽ chỉnh, đa số chúng ta sẽ tập trung vào ba cái này chính là chính nè.
để chúng ta có thể cân bằng được âm lượng cả ba tín hiệu. Và cái thứ hai là chúng ta chỉnh phần input để chúng ta có thể chỉnh cái đầu vào của tín hiệu nhạc đó. Đó, thường là chúng ta sẽ dùng cái này nhiều và những cái này thôi. Còn khi mà cân chỉnh bên trong sâu á, chỉnh EQ hay là chỉnh limit hay là chỉnh sub hay là main left main right gì đó, chúng ta bắt buộc phải có máy tính để chúng ta có thể chỉnh chi tiết được. Và rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cân chỉnh trên máy tính. Thì đầu tiên các bạn phải mua một sợi dây cáp này. Đây, dây cáp này. Đầu type B. Và chúng ta sẽ cắm vào đây. Và đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào cổng USB trên máy tính. Chúng ta sẽ cắm vào đầu USB trên máy tính. Và rồi, đây là cái giao diện của cái phần mềm chỉnh vang số này. Thì cái phần mềm này mình sẽ để link dưới cho các bạn. Nếu mà các bạn có dùng dòng ZK này thì các bạn có thể tải về. Thì cũng tương tự như ở trên phần chỉnh tay, thì các bạn quan sát ở đây nó cũng có một số cái thẻ chính nè, music nè, thẻ công cụ, mid, effect, main, left, right, sub, center, surround. Thì đầu tiên á, các bạn hiện tại đây các bạn mở ứng dụng lên thì các bạn chưa có liên kết được với máy tính đâu. Chúng ta vào phần link ở đây nè, cái chữ link nè. Đấy, chúng ta ấn vào. Và chúng ta sẽ dùng cái chế độ là USB Connect. Và mật khẩu của này là 461 1234. 461 cho các bạn. 461. Đó, thì khi cái đèn ở đây nè, cái nút đỏ đây nó sáng lên thì tức là nó đã link lại được với lại cái vang số rồi. Thì ở đó trên vang số cái màn hình nó sẽ hiển thị là đó là máy tính. Và rồi tiếp theo thì ở đây ở dưới khúc này là ba cái thông số cơ bản mà hồi nãy mình đã hướng dẫn các bạn nè, effect nè, micro và music. Đây là tăng giảm âm lượng độ lớn của ba cái tín hiệu này. Chúng ta sẽ dùng con chuột để chúng ta bấm tăng giảm theo cái một ít sử dụng. Thì đầu tiên á, mình sẽ đi vào cái phần music trước. Trong cái thẻ music á, thì nó sẽ có tầm khoảng là 13 cái cần parameter EQ. Đây, nó sẽ có 13 cần. Nó sẽ tương ứng với 13 điểm ở trên này. 13 điểm ở trên này. Đấy. Thì mình sẽ lấy ví dụ một cần nha các bạn. Thì khi mà chúng ta muốn cân chỉnh tại ngay tại cái tần số đó chẳng hạn đi, mình lấy ví dụ là cái tần số 50Hz đi. Đây, thì ở trên đây nó ghi chữ frequency là tức là cái tần số 50Hz. Mà cái cần này là cái cần chỉnh độ lớn là gain. Chúng ta dùng chuột chúng ta kéo. Đây, thì nó sẽ lên xuống như vậy. Nó là độ gain. Nhưng khi chúng ta muốn chỉnh mà những cái thông số gọi là không muốn ảnh hưởng quá nhiều những cái thông số cái bên, cái tần số cái bên chứ, thì chúng ta phải bóp nhỏ lại cái bandwidth, tức là cái quy nè, cái bằng thông này nè. Thì cái số nó càng lớn thì cái này nó càng nhỏ. Nó sẽ bóp nhỏ lại. Đây, mọi người quan sát nè. Như mình chỉnh cái tần số 50 chẳng hạn đi, mình muốn nó không ảnh hưởng quá nhiều tới những cái tần số bên cạnh thì mình có thể chỉnh số trên đây cũng được, 30 chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ bóp nhỏ cái băng thông lại, nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới những tần số kế bên. Thì đó là công cụ của những cái parameter này. Còn cái BEQ này tức là mình muốn chỉnh LO hay là HI. Thì nếu mà các bạn muốn chỉnh LO thì nó có công dụng là chúng ta sẽ kéo cả một dải nó xuống. Hoặc là HI là nó sẽ kéo một dải ở bên tần số cao. Đây. Đó là công dụng của cái loại mà time này. LO và HI. LO là low, còn HI là high. Cái này mình chỉ nói sơ vào mình những cái công cụ trong này thôi. Còn nếu mà muốn chỉnh vang số mà chuyên sâu thì mình sẽ có một số cái clip để hướng dẫn những cái công cụ chi tiết hơn.
chứ là qua cái phần micro. Thì micro nó cũng như vậy, micro nó cũng có những cái cần này. À quên, mình sẽ nói thêm cái phần EQ bypass, tức là khi các bạn ấn vào đây thì mọi tần số ở trên này nó sẽ trở về trạng thái ban đầu. Đó. Đây là thẻ micro nè. Micro thì nó sẽ gọi là chi tiết hơn chút xíu, là nó sẽ cho các bạn chỉnh cái phần filter. Filter tức là cái phễu, tức là khi các bạn có thể lọc bớt những cái tần số các bạn không mong muốn. Chẳng hạn như bây giờ là hiện tại là các bạn đang để ở 20 và 20 Hz đúng không? 20 Hz và 20 kHz đây nè. HBF tức là high pass filter, là các bạn lọc những tần số thấp và để lại những tần số cao. Chẳng hạn như các bạn muốn lọc từ 20 Hz đến 50 Hz đi. Bấm 50. Đấy, nó sẽ lọc từ cái tần số 50 Hz trở đi. Nhưng mà không phải là nó lọc mà hẳn là nó cắt luôn, mà nó sẽ có một cái độ dốc nhất định. Nó sẽ có một cái độ dốc thì một số ban số nó sẽ xử lý cái phần này tốt hơn. Nó là cái gọi, nó gọi là cái octa, cái decibel đó. Nó sẽ xử lý cái độ dốc là 12 hay là 24 hay là 48, tùy theo cái mục đích sử dụng của mình. Thì cái công cụ của cái EQ bên này thì nó cũng gần giống như là bên phòng music, vẫn là cân chỉnh những cái tần số rồi cân chỉnh băng thông. Tăng cân chỉnh cường độ của tần số đó. Rồi, nó bắt trở về cho tới đầu. Và tiếp theo là phần effect. Đây, phần này là phần quan trọng nhất khi mà các bạn muốn chỉnh bay số 2. Thì một cái thẻ echo á, nó sẽ bao gồm những cái tham số như thế này. Nó cũng có phải là, nó cũng cần có những cái tham số như là high pass filter và low pass filter để các bạn có thể lọc đi những cái tần số không mong muốn. Nhưng mà cái phần echo nó sẽ nhiều thông số hơn. Nó sẽ có một số cái những cái thông số như là direct này, volume tức là cái độ lớn nhỏ của cái tiếng echo. Delay, left right nè, là các bạn có thể chỉnh cho cái hiệu ứng echo nó kiểu như là stereo, hiệu ứng stereo. Còn khi các bạn để hai cái này cân bằng với nhau thì các bạn đang chỉnh mono. Còn re-delay tức là cái gọi là cái thông số trước khi nó chuẩn bị nó trễ. Rồi tức là trước, thì ở đây là cái độ trễ, còn đây là trước khi có độ trễ đó. Mình đi nói tiếng Việt cho các bạn dễ hình dung. Repeat tức là cái phần lặp lại, và cuối cùng cái hai tem là tức là nó sẽ nén những cái tần số cao để cho cái tiếng nó sẽ bớt đanh hơn đó. Thì những cái thông số này thì các bạn có thể lên mạng tìm hiểu thêm. Ở đây mình chỉ nói sơ về cái công cụ trên máy số này thôi đó. Reverb thì nó sẽ có một số thông số cơ bản như là direct nè. Rẽ tức là cái độ thật á, hai này giống nhau nha. Cái độ thật của cái hiệu ứng, tức là khi các bạn tăng càng nhiều cái này lên thì đồng nghĩa với việc là cái tiếng echo đó, nó càng thật, nó càng gần giống như là tiếng thật của mình luôn á. Nó không còn phải là tiếng nhẹ nhàng nữa. Đó, re-delay nó gần giống như là bên echo. Reverb là cái độ lớn của reverb. Cái hai tem này, cái reverb này tức là cái hiệu ứng reverb nhiều hay ít. Còn cái volume là cái độ lớn của cái hiệu ứng reverb. Và cái hai trend này nó cũng gần giống như là bên echo, tức là nó sẽ nén lại những cái tần số cao để cho nó cái tiếng nó sẽ bất đanh hơn. Nhưng cái này các bạn cần có một thời gian để các bạn có thể nghe được. Tại vì cái này nó nghiêng về phạm trù nghe, nên các bạn phải nghe nhiều các bạn mới quen được. Còn đây là những cái công cụ mà nó sẽ hỗ trợ tốt cho các bạn khi chỉnh bằng setup một cái ban số. Thì cái phần EQ của effect này nó rất là ít, nó chỉ có 3 cần thôi. Chủ yếu là các bạn chỉnh một giải tần thấp nè, trung và cao. Nó không có chỉnh chi tiết được như những cái micro hay là music. Tại vì cái này không thể nào mà mình có thể chỉnh được tất cả những cái cần này được. Tại vì hiệu ứng thì mình không thể nào nghe hết được đâu. Qua phần main left main right. Main left right này tức là nó sẽ cho các bạn chỉnh được cái thông số đầu ra. Ở đây á, những cái thẻ này nè, main left right, center, shop hay là surrounding, cái cấu tạo nó đều giống nhau cả, cái công cụ nó gần như là giống nhau cả luôn. Đây, các bạn có thể dùng nè, nó gần giống như nhau cả. Đấy. Thì mình sẽ lấy một cái main left làm chuẩn nha. Thì đầu tiên á, cái công cụ là gain, tức là nó sẽ giới hạn cái đầu ra cho các bạn. Thì các bạn muốn cho nó ra nhiều hay ra ít thì nó tùy vào mục đích sử dụng của mình. Gain là cái độ lớn đó. Thì đây là cái phần music và phần mix. Nó cũng tương tự như phần gain luôn. Nó cho các bạn ra tiếng nhạc nhiều hơn hay là tiếng mix nhiều hơn, cái đó tùy thuộc
quá trình mình setup. Delay tức là cái độ trễ, là mình sẽ làm cho cái độ trễ đó khi nào, khi mà chúng ta setup cái loa ở ngoài không gian á, trong trường hợp, một số trường hợp mà hai cái loa nó không có đều nhau á, một loa đến trước, một loa đến sau, hoặc là loa ở trong góc, thì bắt buộc mình phải set delay cho nó để mình có thể cân bằng được cái âm thanh nó sẽ đến cùng một lúc đến cái tai, cái vị trí người nghe đó. Thì cái delay này có công dụng là như vậy, nó sẽ làm trễ đi cái tín hiệu mà các bạn muốn muốn setup. Cái is over thì lúc nãy mình nó cũng tương tự như ở trên cái màn hình trên tay, đó là nó sẽ cho các bạn lọc đi những cái tần số không cần thiết. Limiter này là giới hạn đầu ra, thì mình sẽ có một cái clip để nói rõ về cái vấn đề limiter này. Ở đây thì mình những tham số này nó khá là chuyên sâu và nó hơi khó hiểu, thì mình sẽ không nói sâu vào trong này được. Mình chỉ giới thiệu cho các bạn để các bạn dễ hình dung là cái bảng số nó sẽ làm được gì. Tiếp theo là phần EQ, cái này gọi là master EQ, tức là các bạn có thể chỉnh được những cái tần số đầu ra cho các tín hiệu. Đây. Nó cũng gần tương tự như là parameter EQ của những cái thẻ mix hoặc là music. Nó cũng có bandwidth nè, là cái băng thông á, cái độ lớn, cái cường độ, cái loại, cái dạng như vậy đó, thì nó cũng gần giống như nhau cả. Thì mục đích chính á là để các bạn có thể xử lý được tốt những cái tín hiệu đi ra những cổng này nè đó. Thì thường mình hát gia đình thì mình cũng không cần quá chuyên sâu vào những cái thẻ sau này đâu, mình chỉ cần quan tâm tới left, right và sub thôi. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cái cách chỉnh máy số một cách đơn giản và cụ thể nhất. Thì mình mong rằng á, qua clip vừa rồi thì các bạn có thể có thêm cho mình một số kiến thức về mảng tay số này, cũng như là chỉnh tay và chỉnh máy. Thì mình mong rằng á, các bạn có thể đặt những câu hỏi bên dưới để mình có thể làm những clip sau để hướng dẫn các bạn một cách chi tiết hơn. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.